Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin được giới thiệu với các bạn về xử lý sự cố máy sấy tay Inac KS370 bị hiện tượng chỉ có gió và không có khí nóng. Trước tiên ta treo biển đang sửa chữa bảo dưỡng trước cửa nhà vệ sinh. Khi gặp sự cố máy sấy tay KS370 bị hiện tượng, máy vẫn hoạt động bình thường nhưng chỉ có khí mát ra mà không có khí nóng. Ta tiến hành xử lý như sau. Ta tháo vỏ nắp máy ra. Ta tháo bên của máy ra. Ta rút ra nguồn để cách ly nguồn của thiết bị. Sau đó ta rút ra bộ gia nhiệt của máy. Có ta tháo bộ gia nhiệt ra, có 4 ốc vít định vị. Ta tháo bộ gia nhiệt ra khỏi thiết bị. Ta rút cụm gia nhiệt ra khỏi vỏ bảo vệ. Tiếp theo ta dùng đồng hồ vạn năng, ta gạt tham đo sang nước ôm để đo điện trở của cụm gia nhiệt, ta gạt sang nước X1. Ta dùng hai que đo ta chập hai que đo vào nhau xem đồng hồ hoạt động tốt không. Đồng hồ đã hoạt động tốt. Ta tiến hành đo hai đầu cầu trì nhiệt. Ta thấy hai đầu cầu trì nhiệt kim không hiển thị trị số. Điều này chứng tỏ cầu trì nhiệt đã bị đứt. Ta kiểm tra tiếp hai đầu dây may so. Ta đo hai đầu dây may so, xem dây may so còn tốt không. Ta thấy kim đã có chỉ số điện trở là 50 ohm. Điều này chứng tỏ dây may so còn tốt. Ta cần phải thay thế cầu trì nhiệt mới. Tiếp theo ta dùng kìm để tháo cầu trì nhiệt cũ hỏng ra để thay thế cầu trì mới. Bước tiếp theo ta lắp cầu trì mới vào thay thế.
Sau khi thay thế xong, ta đo thử kiểm tra lại. Kim đồng hồ đã hiển thị chỉ số. Ta tiến hành lắp vào hộp đo nhiệt. Bước tiếp theo, ta tiến hành lắp bộ phận gia nhiệt vào thiết bị. Ta định vị bộ phận gia nhiệt bằng 4 ốc vít. Tiếp theo, ta cắm hai rắc nguồn và rắc bộ phận gia nhiệt vào bên. Tiếp theo, ta đưa tay vào kiểm tra thiết bị xem đã có hơi tống chưa. Máy đã hoạt động bình thường và đã có hơi nóng trở lại. Ta định vị bằng hai ốc để giữ bên cố định. Ta lắp vỏ vào. Một lần nữa, máy đã hoạt động tốt. Như vậy quá trình đã hoàn thành. Tôi vừa chia sẻ với các bạn về xử lý sự cố của máy sấy tay Inac KS370. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.